Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình nấu món đường dành cho người tiểu đường ăn nha các bạn. Ở đây là có 20 gram cỏ ngọt. Mình sẽ nấu thành nước đường để khi mình kho thịt, kho cá hoặc là mình ăn chè hoặc là ăn xiên xăm, xiên sáo gì á, mình múc ra mình ăn không sợ bị đường cao nha. Mà cỏ ngọt này khi mình ăn thì nó còn tốt cho tim mạch, và đồng thời là nó không có lên đường mà nó hạ đường nha, ổn định đường huyết nha. Cái này là mình coi trên YouTube ba những cái vị bác sĩ đông y rồi người ta cũng nói. Nếu các bạn thấy thì các bạn tham khảo thêm nha. Đó, bây giờ ở đây là có 20 gram cỏ ngọt. Bây giờ mình người ta phơi thì chắc cũng phải có bụi, mình phải rửa sơ qua nha. Bây giờ cỏ ngọt mình đã rửa rồi, bây giờ mình bắt cái nồi lên mình cho 1 lít nước vào. Mình bắt cái nồi lên mình cho 1 lít nước vào. Rồi bây giờ mình cho cỏ ngọt vào nè. Cỏ ngọt này các vị bác sĩ nói, các bạn biết không, nó sẽ ngọt gấp 300 lần đường. Đường mía các bạn, gấp 300 lần đường mía. Mà công nhận mình thấy nó ngọt thiệt. Ngọt quá trời ngọt luôn. Bây giờ mình nấu cho nó sôi lên nha. Bây giờ cỏ ngọt của mình nó sôi lên như vậy là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ mình tắt lửa rồi, bây giờ mình vớt ra. Cái cọng cỏ ngọt này vẫn còn ngọt dữ lắm nha các bạn, ngọt nhiều lắm. Một lát nữa mình để nó nguội xong rồi mình lược mấy cái lá này nè, rồi mình cho vào cái chai, cái keo, cái hũ, cái lọ gì cũng được đó nha. Khi nào mình nấu canh, nấu kho thịt, kho cá, rồi hoặc mình ăn nấu chè, nấu đồ ăn mình cho vào. Bây giờ để một lát nữa nó nguội rồi mình sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ nước đường của mình đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho vào hũ. Bây giờ đường mình đã cho vào hũ xong rồi nha. Ở đây là có bánh lọt, hạt lựu. Bây giờ mình sẽ lấy nước đường mình ăn nè. Mình cho vào một muỗng, nếu lạc thì mình cho thêm. Ăn theo tùy theo các bạn ăn ngọt. Cái này các bạn ăn ngọt thì ngọt cũng không có sợ bị đường cao nữa. Tại vì cái này nó cũng trị về tiểu đường. Đó. Bây giờ mình ăn thử, nếm thử miếng coi nó có vừa ăn không nha. Cái này mình phải thêm miếng đường nữa các bạn. Khoảng 2 muỗng canh. Cái này các bạn có chai 1 lít đó. Mình cho vô nó rất là dễ nha. Cho vô. Khi mà mình nấu xong vậy đừng để ngoài nha. Mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào mình kho đồ ăn ha, mình nấu canh gì á, mình lấy ra mình nêm. Mình nêm xin nếm xong rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi cô chú anh chị em mình nấu ăn khoảng chừng 1 tuần lễ thôi. 1 tuần lễ hết rồi mình sẽ nấu nữa. Mình cứ mua cỏ ngọt về mình để đó. Cứ mình ăn hết thì mình nấu tiếp. Cứ nấu ăn từng hết rồi mình nấu nữa vậy thôi. Còn cái này là... cái này là cái cỏ ngọt mà cái xác nó nè. Nếu mà cô chú anh chị em nấu lâu một chút này sẽ ra nước ngọt nữa nha, ra thiệt là ngọt. Nhưng mà cái hậu đắng nó rất là nhiều. Tại vì cái này trị bệnh mà. Cỏ ngọt trị bệnh. Nên mình ăn ngọt cỡ nào mình cũng không có sợ là lên đường mà lại hạ đường huyết nha. Đó, hạ tiểu đường luôn. Đó, nếu mà cô chú ăn được cái hậu nhẫn nhiều thì mình sẽ nấu lâu cho nó ra nước nhiều nhiều. Còn mình không thích cái hậu đắng nhiều nên mình chỉ là nấu như sao sôi lên chút xíu là mình lấy ra. Nó đủ ngọt rồi, cái hậu đắng nó ít. Đó, nè, vậy thôi. Các bạn ăn cứ đập đá, bỏ nước cốt dừa vô tùy nha. Ăn giờ nấu chè mình cũng cho vô được nha. Dừa ăn lắm các bạn. Rất là ngon luôn, cái này cho miếng nước cốt dừa vô là hết sảy luôn. Thôi giờ mình xin chào nha. Mình chia sẻ cách nấu đường để mà ăn trị tiểu đường nha các bạn, từ cỏ ngọt nha. Giờ mình xin chào chúc cô chú luôn, chị em các bạn được luôn bình an, dồi dào sức khỏe. Mình xin chào.